Đầu năm hoa trái, năm nay dường như yếu xìu, là do kinh tế năm nay đại gia chết nhiều. Nhiều nhà nhiều đất bỏ không, mặt bằng nhà mướn vắng teo, những nơi hợp đồng phải gồng chờ cho hết tháng. Người dân mua bán năm nay giờ cũng phải gồng, gồng cho qua tên 24 xem mình thế nào. Làm được thì gán bám theo, còn làm hồng nổi chết queo. Thế gian ai nghèo giàu sang phú quý chi trong một ngày. Hồi đó tôi nhớ lúc mình còn nghèo, tiền có không có được như bây giờ. Tôi nhớ vào hồi năm 79 ăn cháo còn độn cơm với khoai, cho đến giờ người dân ăn uống sướng hơn xưa nhiều. 15 năm trước trên đây làm buôn bất rồi, mình đang dũng nghĩ lên ca nay mình xó rồi. Mình đang mình hát cho vui, người giàu người hát không vui. Thế thôi chính đầm phải xóa cái chiếc đó đi cho rồi. Bây giờ tôi nhớ vào hồi năm 79 ăn cháo còn đụng khoai với cơm, từ cho đến giờ người dân ăn uống sướng hơn xưa nhiều. 15 năm trước trên đây làm YouTube rồi, mình đăng dũng nhí lên ca nay mình xó rồi. Mình đang mình hát cho vui, người giàu người hát không vui. Thay thôi chinh đập phải xó cái tiếp cho đi cho rồi. Đang mình hát cho vui, người giàu người hát không vui. Thấy coi trình tập phải cho cái tiếp đó đi cho rồi. Mình đang mình hát cho vui, người giàu người hát không vui. Thấy coi trình tập phải cho cái tiếp đó đi cho rồi.